Dù giải nghệ được 3 năm, nhưng đôi lúc người hâm mộ sẽ nhớ đến Lê Công Vinh. Những bước chân của tiền đạo xứ Nghệ An có thể đã dừng lại, nhưng các di sản, các thành tích mà anh thiết lập cho bóng đá Việt Nam mãi mãi trường tồn. Công Vinh là một dạng cầu thủ chuẩn mực trong sự nghiệp và luôn cháy hết mình vào mỗi thời điểm xỏ giày vào sân. Do đó sẽ không sai nếu nhận định rằng anh là một trong những hình mẫu tiêu biểu nhất về sự chăm chỉ, kiên trì thì ắt có ngày thành công. Ít ai biết được rằng cha của Công Vinh vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã buôn ma túy và nhận án phạt tù 12 năm. Ngay từ thời điểm đó, Công Vinh hiểu bóng đá chính là phương tiện duy nhất và nhanh nhất giúp anh đổi đời cũng như nuôi sống gia đình. Song chỉ mỗi đam mê thôi thì khó lòng giúp con người thành công ở một phương diện nào đó, và Công Vinh từng rơi vào hoàn cảnh như thế. Năm 14 tuổi, tiền đạo sinh năm 1985 thi tuyển vào đội trẻ của Nghệ An, nhưng anh bị đánh giá là không có năng khiếu, tố chất kém và thường bị đội sổ trong nhiều hạng mục. Thế nhưng chính điều này đã giúp bóng đá Việt Nam được chứng kiến một trong những cầu thủ nghị lực nhất của bóng đá nước nhà. Cựu tuyển thủ Việt Nam được trời phú cho khả năng chơi bóng thiên bẩm, nhưng anh lại có ý chí thép cũng như sự chăm chỉ mà một ngôi sao quần đùi áo số cần có. Những giọt mồ hôi, những sự nỗ lực của anh rồi cũng được ghi nhận trong giai đoạn ăn tập ở đội trẻ của Nghệ An. Năm 18 tuổi, cựu sao Hà Nội T&T được trao cơ hội ra mắt trong đội hình chính. Để từ đây, sự nghiệp của anh thăng tiến như diều gặp gió. Chúng tuy không phát triển một cách mạnh mẽ, nhưng bù lại là những bước đi từ tốn và chắc chắn. Sông Lam Nghệ An tạo bước đệm giúp Công Vinh bước ra ánh sáng, và đó là quyết định sáng suốt của họ. Mùa giải đầu tiên hít thở bầu không khí ở V-League, tiền đạo ghi bàn số 1 của đội tuyển quốc gia đã ấm giải cầu thủ trẻ hay nhất năm và quả bóng vàng 2004 của bóng đá Việt Nam. Sự tỏa sáng này ngay lập tức được hàng loạt câu lạc bộ tại V-League chú ý, thậm chí nhiều đội bóng từ châu Á như Nhật Bản hoặc Ả Rập đều sẵn sàng trải thảm đón Công Vinh về. Thế nhưng ở độ tuổi 19 ngày đó, Công Vinh chưa dám mạo hiểm xuất ngoại nên anh chọn phương án an toàn hơn là tiếp tục cống hiến cho đội bóng đất mẹ. Đến năm 2008, người đàn ông hiện 34 tuổi mới chuyển bến đỗ. Lần này tập thể may mắn có sự phục vụ của một trong những tiền đạo hàng đầu Việt Nam là Hà Nội T&T. Với tư cách là chữ ký đình đám khi khiến Hà Nội T&T bỏ ra 8 tỷ và đóng vai trò trụ cột trên hàng công, tiền đạo xứ Nghệ ngay lập tức khẳng định giá trị. Ở V-League 2009, tiền đạo sinh ngày 10 tháng 2 bỏ túi 14 bàn thắng và được vinh danh thành chân sút nội xuất sắc nhất. Trong 14 bàn thắng đó, ấn tượng nhất chính là cú poker mà anh lập được vào lưới của Thanh Hóa. Phải nói rằng sau giai đoạn miệt mài chứng tỏ bản thân tại đội trẻ Sông Lam Nghệ An, từ thời khắc đó, trong khoảng thời gian 2004 đến 2009, hướng đi của Công Vinh cứ tiến đều đều qua mỗi năm. Khó khăn dành cho quả bóng vàng Việt Nam 2004 là có, nhưng chúng không quá nhọc nhằn để đánh ngã ngôi sao xứ Nghệ. Bởi dù sao, anh cũng là gương mặt quen thuộc của bóng đá nước nhà. Thách thức lớn thực sự tiếp theo dành cho Công Vinh đến khi anh chấp nhận xuất ngoại sang Bồ Đào Nha trải nghiệm. Việt Nam vốn dĩ là một nền bóng đá kém phát triển so với những giải đấu ở châu Âu, nên quyết định của Công Vinh là một sự mạo hiểm. Khó khăn khi đến Bồ Đào Nha là điều mọi người đều lường trước. Chúng đến từ vấn đề ngôn ngữ, nếp sống, môi trường và cả hình thể nữa. Việc Công Vinh chỉ cao có 1m72 là một điều thiệt thòi, bởi anh chẳng khác gì gã tí hon trong mắt những đồng nghiệp ở Bồ Đào Nha. Dẫu vậy, vì cựu tiền đạo BKMX Bình Dương là con người cầu tiến, nói không với thất bại, nên anh sẵn sàng tạo ra bước ngoặt lớn nhất đời cầu thủ. Quả thực, nghịch cảnh rốt cuộc cũng đến trong giai đoạn Công Vinh đến Lơ Xô chơi bóng vào năm 2009. Theo Công Vinh tiết lộ, anh từng cảm thấy bị sốc và tủi thân trong khoảng thời gian đến Bồ Đào Nha. Khi tôi đến đội, chẳng ai chào đón tôi cả. Trong suốt 2 tháng ra sân tập, họ không truyền bóng cho tôi, mà tôi chỉ toàn chạy không bóng mà thôi. Ngoài đời cũng chẳng có ai hỏi thăm hay trò chuyện với tôi. Niềm vui lớn nhất của tôi khi ấy chính là lên mạng nói chuyện với bạn bè người thân rồi đọc báo. Đối với nhiều người, Công Vinh đang lãng phí sự nghiệp của mình khi chấp nhận đến châu Âu. Tuy nhiên, chính sự khó khăn khi đó đã giúp anh nhận ra bóng đá châu Âu khắc nghiệt thế nào, để rồi bản thân phải tự phấn đấu. Công Vinh hiểu điều đó, nên anh bất đắc dĩ ngậm đắng nuốt cay, biến đau thương thành hành động bằng cách nỗ lực gấp đôi ở trên sân tập. Thành quả đã đến với cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An khi anh cũng được ra sân chính thức và trở thành cái tên Việt Nam đầu tiên ra sân cho một câu lạc bộ tại lục địa già. Dấu ấn của Công Vinh để lại Lơ Xô là không nhiều, bởi anh chỉ được ra sân 2 lần và ghi một bàn thắng. Song hành trang và kinh nghiệm của anh đương nhiên lớn hơn nhiều so với thống kê khô khan đó. Và dù thế nào thì cơ hội ra nước ngoài thi đấu là dịp hiếm hoi mà ít cầu thủ nào của Việt Nam có được. Sau Bồ Đào Nha, Công Vinh có thêm cơ hội xuất ngoại tại Nhật Bản vào năm 2013. Với nền tảng kinh nghiệm trước đó tại Bồ Đào Nha, tiền đạo sinh ra ở Nghệ An phần nào đỡ bị ngộp khi sang Nhật Bản chơi bóng. Dù trình độ châu Á thua kém với châu Âu, nhưng việc anh đến đây vẫn là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp. Chân sút số 1 lịch sử Việt Nam từng trải qua nhiều khoảnh khắc đẹp với việc lập cú đúp cho Sapporo ở Cúp Hoàng đế. Ngoài ra,
lần đầu tiên đá chính cho câu lạc bộ ở xứ sở mặt trời mọc. Anh đã ghi bàn trước Varen Nagasaki. Sau đó, đứa con của bóng đá Việt Nam lập công lần thứ hai cho Sapporo bằng cú phạt đền chuẩn xác vào lưới của Vissel Kobe. Giai đoạn ngắn trên đất nước Nhật kết thúc với Công Vinh có phần yên ả hơn so với thời điểm ở Bồ khi anh ra sân 9 lần và ghi được 2 bàn thắng. Kết quả ấn tượng này đến bởi sự từng trải của Công Vinh ở những chuyến xuất ngoại. Hơn hết, sự nhiệt huyết, sự chăm chỉ và bền bỉ nơi tiền đạo trưởng thành từ sông Lam Nghệ An đã giúp anh vượt qua mọi điều khó nhằn. Xen kẽ giữa hai chuyến xuất ngoại này, Công Vinh còn từng có giai đoạn khoác áo Hà Nội TBT và trở lại thi đấu cho sông Lam Nghệ An. Sau đó vào năm 2014, sát thủ cao 1m72 đầu quân cho BKMX Bình Dương. Anh ghi chí mặt thắng sau 35 lần ra sân và đây cũng là bến đỗ cuối cùng của anh trước khi giải nghệ vào năm 2016. Về mặt danh hiệu tập thể trên câu lạc bộ, dù giành hết cả giai đoạn sung sức nhất cho Hà Nội TBT và sông Lam Nghệ An, nhưng phải đến khi thi đấu cho BKMX Bình Dương, Công Vinh mới có lần đầu vô địch V-League vào năm 2015 bằng chính công sức của mình. Bởi trước đó, Hà Nội TBT của anh từng vô địch V-League vào năm 2010, nhưng đó lại là mùa giải Công Vinh vắng mặt toàn bộ vì chấn thương. Bên cạnh đó, con số 116 pha lập công trong 12 mùa giải chinh chiến tại V-League còn giúp Công Vinh trở thành cầu thủ nội ghi bàn giỏi nhất giải đấu. Đây là hai thành tích điển hình nhất ở cấp độ câu lạc bộ trong chương sự nghiệp quần đùi áo số của ngôi sao sinh ra ở Nghệ An. Dĩ nhiên, Công Vinh khó lòng trở thành huyền thoại của bóng đá Việt Nam nếu chỉ tỏa sáng trong màu áo câu lạc bộ. Vinh quang của chân sút này với đội tuyển nước nhà là điều còn lớn lao hơn so với thành tựu mà anh nhận được tại câu lạc bộ. Cầu thủ từng 3 lần giành quả bóng vàng Việt Nam từng tham dự 3 kỳ SEA Games trong các năm 2003, 2005 và 2007. Trải qua 3 kỳ đại hội này, Công Vinh đóng góp 8 bàn thắng. Tuy nhiên, thành tích cao nhất mà anh giành được chỉ là huy chương bạc khi Việt Nam thua Thái Lan trong hai trận chung kết năm 2003 và 2005. Giải đấu vào năm 2007 còn tồi tệ hơn dành cho Công Vinh và các đồng đội bởi Việt Nam thua Singapore ở trận tranh huy chương đồng. Thế nhưng, sân chơi cấp độ trẻ này vẫn chẳng thể làm lu mờ đóng góp của Công Vinh cho bóng đá Việt Nam bởi vì anh là một trong số ít cầu thủ Việt Nam tham dự 6 kỳ AFF Cup. Công Vinh cũng đã nổ súng 5/6 lần tham dự giải đấu vào các năm 2004, 2007, 2008, 2014 và 2016. Ấn tượng nhất, tiền đạo sinh năm 1985 đã có 15 bàn thắng ở AFF Cup, qua đó lọt vào top 5 chân sút xuất sắc nhất giải đấu. Và cũng tại giải đấu năm 2016 ấy, Công Vinh chính thức ghi bàn thứ 50 và 51 cho đội tuyển quốc gia để rồi trở thành chân sút số 1 của bóng đá nước nhà. Để lập thành tích ấy, ngôi sao đã giải nghệ cách đây 3 năm, gần 85 trận đấu. Với Công Vinh, mọi khoảnh khắc ở AFF Cup đều là trải nghiệm thú vị. Nhưng chói sáng nhất chắc chắn là ở AFF Cup 2008, nơi anh trở thành người hùng giúp bóng đá Việt Nam vô địch. Đỉnh cao phải kể đến hai trận chung kết đi và về trước người Thái. Đó là giải đấu Công Vinh chẳng để lại bất kỳ dấu ấn nào cho đến trận chiến sống còn gặp Thái Lan. Thế nhưng điều đó đã bị lu mờ bởi hai bàn thắng của tiền đạo xứ Nghệ trước Thái Lan. Ở trận lượt đi trên sân khách, Việt Nam tạo ra lợi thế lớn nhờ vào chiến thắng 2-1. Vũ Phong là cái tên giúp Việt Nam dẫn trước sau tình huống chạy chỗ đánh đầu xuất sắc. Chỉ sau bàn thắng đó 2 phút, Việt Nam sớm khiến người Thái trải qua hiệp đấu đầy ác mộng sau khi Công Vinh lập công. Việt Thắng dẫn bóng tốc độ tiến đến vòng cấm người Thái. Anh điểm tĩnh dọn cú giúp Công Vinh đang đà băng lên sút bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0. Pha lập công ấy của Công Vinh đương nhiên giúp người hâm mộ Việt Nam phấn khích, nhưng đỉnh cao thực sự đến ở trận chung kết lượt về. Tại Mỹ Đình, đang đa giúp người Thái săn bằng cách biệt nhờ bàn thắng ở phút thứ 21. Tỷ số là 2 đều sau 2 lượt trận và nó cứ tiếp diễn cho đến cuối trận. Khi trận đấu bước vào giai đoạn bù giờ, nhiều người đã nghĩ cả hai sẽ thi đấu hiệp phụ thì Công Vinh đã lên tiếng. Đó là bàn thắng lịch sử khiến cả nước Việt Nam thực sự vỡ òa trên mọi góc khán đài. Minh Phương cầu quả bóng đúng tầm Công Vinh đang băng vào. Dù tiền đạo trưởng thành từ sông Lam Nghệ An bị hậu vệ kèm chặt, nhưng anh vẫn kịp chạm đầu, lái quả bóng hướng vào góc xa khung thành. Một đều ở trận lượt về và điều đó đồng nghĩa Việt Nam vượt qua nỗi ám ảnh trước người Thái với tỷ số 3-2 để lần đầu lên ngôi vô địch AFF Cup. Công Vinh dù từng hưởng thụ nhiều đỉnh cao trong sự nghiệp từ việc ra nước ngoài thi đấu hay ghi cả 8 bàn thắng ở V-League, nhưng đêm Mỹ Đình vào 11 năm trước chắc chắn là thành tựu vĩ đại nhất của anh. Đó là một pha lập công kinh điển của Công Vinh và khi người hâm mộ Việt Nam nhắc đến AFF Cup, họ chẳng có lý do nào để quên cú đánh đầu lái bóng thần thánh đó của ngôi sao xứ Nghệ. Hình ảnh đó đã giúp Công Vinh trở nên vĩ đại hơn bất chấp anh vốn là huyền thoại của bóng đá nước nhà với nhiều vinh quang khác giành được. Sau tất cả, với bảng thành tích đồ sộ như trở thành chân sút số 1 lịch sử đội tuyển quốc gia, ghi bàn trong 5/6 kỳ AFF Cup với 15 bàn thắng, 3 lần giành quả bóng vàng Việt Nam và có 2 pha lập công kinh điển vào lưới Thái Lan năm 2008, danh xưng huyền thoại dành cho Công Vinh là một nhận định đúng đắn. Mọi thành tựu lớn lao này đều đến từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh đối với môn thể thao vua. Công Vinh không phải là một tài năng thiên bẩm, nhưng anh chăm chỉ, cần cù và dư thừa sự nỗ lực. Để thành công, phẩm chất thiên tài sẽ không đủ,
nếu thiếu quyết tâm và tập luyện. Nói về khía cạnh này, Công Vinh là số 1. Anh không quá hào nhoáng hay phô trương năng lực, mà chỉ chinh phục các cột mốc theo cách chậm mà chắc. Chính điều đó đã giúp bóng đá Việt Nam có dịp theo dõi từng bước chân của một trong những danh thủ hàng đầu của bóng đá nước nhà. Sự nghiệp 12 năm của Công Vinh không quá dài, nhưng nó vừa đủ để giúp anh trở thành huyền thoại trong mắt người hâm mộ bóng đá Việt Nam.